Bà con ơi nhìn nè, thấy không? Đây là cá mú nướng hấp hay hấp à? Mềm, nhìn hấp dẫn không? Mày úp hai ngày đó hả? Hơn không? Úp tối. Tối à? Chị sao? Cheers. Cái chừng mấy người Sóc Trăng thấy á. Sóc Trăng thấy không? Thấy á. Có thiệt á. Sóc Trăng của cò. Đi qua rồi. Hồng với đi xương. Xương. Đi xương. À. Chị Hồng xem nhiều. Coi xương là quẻ gì đó. Dạ chị Hồng có fan trên Facebook. Đi vô coi. Hồng ở Canada mà. Nó Hồng kia kìa, Hồng Dị Tư á. Dạ hả? Hồng Dị Tư ở Sài Gòn. Dạ. Vô cái giá xào cái này giống như cây cái gì ta? Nó đó. Cây á. Ừ. Cây á mua cái đường cây ở bên vô lần qua đó. Thấy anh tăng qua là cái đường cây cho anh á. Nè chị. Chị không ăn này thịt cây hả? À, chó đó. À hả? Phải không? Nó không phải thịt chó đâu có chài. À mẹ cái thịt đó. À. Đó là dương chị dương hả? Cái này là heo rừng. Heo rừng hả? Dạ. Ở đây heo rừng nhiều lắm anh. Ồ, heo rừng trứng lắm á. Thịt heo rừng nha con, thịt heo rừng nha. Thành phố heo rừng. Thịt heo. Heo thuốc. Gặp một tăng là chết rồi, phải chết đi. You'll be in my channel tonight. Oh, yeah. Hello. What's your YouTube channel? Flush. Flush means like the shortcut for Florida, US. It's F-L-U-S. Viet, F-L-U-S. Viet Flush. I can see it happening to me. Not Flush, Flush. People start with the P, right? Yeah. Might start with the F because it's the shortcut for Florida is F-L and U-S. Okay. U.S. is the USA. How many subscribers do you have? 9,500 something. Oh really? You make money on bands, right? Yeah. Nice. Not that much now, but maybe in the future. Yeah, I mean 9,000 is still really good. Các cờ là con chùa phước rồi. No, con xe phước. No, mà lên khác cũng các cờ là xe con xe phước. Còn con cái này nè. Mà hình ở đó đủ đó. Nó cũng giống con mà lên nhá. Ờ, nó mà lên mà nó cái cảnh làm sao cái cờ đó. Còn mà lên đó thì nó có một cái xíu dụng lên thôi. Cái mẹ là nó có cờ lên khúc. Từ khúc dài vậy đó đó. Và cái cờ đó. Nó bắn xuống cái đó rồi từ rồi á. Con cổ lai á. Con cổ lai á, con cái gút bờ một cổ lai á. Anh bắt 15 năm tù, nhà cửa xe nó cũng quất anh hết luôn. Cái là bự uống luôn. Con cổ lai á, em sẽ kiếm hả ấy. Ờ, hồi nói ta thấy em kéo nè. Kéo lên con đó. Kéo lên xong nó phì lên rồi bắt đầu em lấy cái dao nhọn em đâm nó để cho nó phì cái mông bóng tụt xuống ra thì cho nó xuống nước á. Đâm không vô đâm nó cái dao nó vậy gì vậy nha. Không để mình gom con cá thì ra con cá kia nãy giờ quá trời lâu nó đang nướng cá giờ khét rồi kìa. Oh man. Để 300-400 đồ nãy giờ biết là nó còn chín bây giờ nó thành nước nước mặn đó nước mặn nó trong khe à dễ là cái khe hơn là nước ngọt thấy ngồi mà khi mình đổ cái nước đầu tiên nó mắc tại cái mình mua cái muối cái pha muối hay là mình mua nước mặn no pha muối nó có muối nó bán bao bao giờ mình đổ xuống
cái nước mặn tốt hơn. Nó có qua mình chi. Có qua mình chi. Mà cái lưới này cũng dễ thay lắm. Nó gắn vô lên nó thay dễ lắm. Ở đây được chứ bên Cali lạnh lắm. Dạ. Cali vậy, cái hồ để chơi thôi tắm được. Không có lạnh thấy mồ luôn. Wow. Nước lạnh. Lạnh gắt luôn. Ở trên nóng thấy mồ mà dưới lạnh. Dạ. Nó mở nhưng mà nó có nóng lạnh. Nó mở hết lên rồi chứ. Khúc liên tục ra. Xong rồi làm ra đổ rồi cái đó rồi ăn rồi múc lên cho nó dễ. Rồi xong mình lên. Đây. Thịt heo rừng xào. Và đi giống sầu lăng. Mấy anh em vô ăn vô bói. Trời ơi, Cali qua tới đây không được mô hình với ảo mà mô có về Nam. Ừ, chụp luôn. Mày chụp luôn. Mày chụp dấu chưa? Ừ, trước rồi. Rồi, mày lên thằng tăng tắt trước đi. Rồi chưa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cảm ơn Quân. Vô. Ok, 1, 2, 3. Rồi. Rồi chưa? Cho anh xa em xem cho anh. Rồi, có gì rồi, gửi qua cho tao. Thì gì? Sóc Trăng còn cát rồi. Ảnh gì? Thì Sóc Trăng còn cát lưng la đúng không? Ảnh chứ anh à. Ảnh cứ vợ anh có con mình có tí xíu à. Gì nhớ không? Ờ, 15 nữa rồi, ổng 30 tuổi rồi, 15 nữa rồi. Năm anh 20 em mới ra đời rồi, ngày anh 40 em tròn 20. Mà không mà có duyên quá gặp đó à, thiệt đó. Đâu dễ gặp đâu. Dễ gặp đâu. Qua 30 mấy năm rồi. Ở Việt Nam kế bên nhà ngắt dách. Qua tới đảo gặp bên đảo, qua tới Mỹ gặp bên Mỹ. Về Florida gặp Florida luôn. Đó thì giống như em với nó hai thằng anh em kia. Rõ cũng sát bên là đảo quân ấy. Cùng đảo luôn. Cùng đảo luôn. Hồi ở bên giường hồi nhỏ rồi biết chưa? Biết. Nghe kế bên nhà luôn. Nó ăn cắp xài em hoài à. Không phải cắp xài mà gió rụng. Tại vì nên cầm xài nhiều thời tượng á. Gió nó thổi qua hùn cái nó gớt bịch cái chạy ra. Vậy hồi đó nó còn nhớ hả? Nhớ nhớ. Nó đi qua đây mười mấy tuổi rồi. Bị ngọt phải không? Tại bên nhà em á là trồng sò cát. Nhà anh đâu thì trồng sò tượng. Ủa mày lớn. Nó làm gió gớt, gió thổi qua cái gớt bịch bịch bịch. 2 tuổi. Thế hả? 2 tuổi. Cái ngồi trong nhà mà canh gió rồi qua này gớt chạy gây lụm. Cười rất là. Đó cái thằng đó khổ mà. Ha. Cái thằng đó mà không có làm cái hổng mới tao nói mà nó mày vậy. Không muốn đi dễ đâu. Ờ, có duyên á, có phần gì. Nghĩ là năm nước nó mới đi được. Dễ đâu. Mấy giờ phone go down đó chứ. I got pushed in the pool, I asked her for a towel. She's like, I'm not crazy. Không có ngồi gì. Bà con không có gì. Nó đâu có chuyện gì. Nó bị đẩy xuống ngâm hồ rồi. Đang đứng đứng cho nó đẩy xuống hồ. My phone was on me. Man. Nó cái này có loại mới không? Loại mới đâu vô đâu. I think the new one is waterproof. I don't know. Đang đứng nè, cho nó giỡn cái đẩy cái răng xong lên. Cầm nguyên cái điện thoại châm xuống luôn. Không sao. Điện thoại mới không bị xài. Ờ. Hay nha. Điện thoại cũ là đi rồi. Ờ, không lấy cái muỗng đó con. Cái muỗng là đâu? Kiếm cái muỗng cho tụi ăn lên măng. Dạ, yeah, ăn rồi. Em lấy đất á. Làm rồi, anh lưu lên cho nhiều hơn. Rồi, cái này làm sao phải không? Không có. Wow, crawfish. Nè, nước mắm. Nè, múc qua nè. Thịt nướng. Thịt nướng. Chân
đây thì hổ có ống. Bây giờ mình lên nha. Không không được lấy cái gò mình còn tám mà. Dạ. Edit thêm mà có mất thời gian em. Tại mình quay lum la giờ phải cắt lại cắt ghép cái ghép. Dạ. YouTuber nghe bạn YouTuber. Ơi. Ok. Này là YouTuber Steven. Ok. Chính nào? Thôi sắp chấm lên này. Ôi sống không cá này nó không có bùi. Con kia. À cá nó ngon lắm đó chị. Hả? 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 Ổng không con con ổng đang chị con cái. Nhớ cái này không? Nhớ cái này không? Em ơi về Phật. Mô Phật. Ăn chưa? Hả? Ăn nó giùm kia rồi. Hello hello. Yo! 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 Nhà tên Tàu bả nó tên Miền. Thương nhà tiếng Việt. Tôi là sinh đẻ cùng bên kia. Dạ. 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 Chị Sáu hả? Đúng vậy. Con ơi, bố ơi, bông răng cô chơi. Ôi, 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 là em. Không có. Nếu mà em... Cái đứa Việt Nam mình á. Tại vì ở đó cô... Ô, giống mình. Giống mình. Trung Quốc. Trung Quốc á. Là bông bông. Nó cũng có hai... Bông bông à. Bông là anh. Còn mà... Ôn là em. Tôn dân. Vô. Hai đời tổng thống. Em tăng giờ ăn ít lắm phải không? Thôi, bây giờ ăn ít quá rồi. Em cũng vậy nữa. Bà tưởng mình giống như bụi nó teo là. Hồi xưa đó, em tin lấy chợ mà ở nhà bà Mỹ á. Em ăn mà bà sợ luôn á. Mà thân tới bụng hoài à. Mà ở Mỹ á, bà ăn sao biết không? Nghe lời đó. Cặp lây của bà cái đinh lên 5 giờ chiều, bà có mặt 5 giờ chiều. Cái hát mới gần tí xíu rồi. Em giết hết à. Qua bên này á. Vô hộ bên này nè. Bà Mỹ nó đưa về. Không phải, bà ác chưa có cứng. Trời ơi, chưa có cứng đụng đụng. Ai vậy đà Phật? Ai vậy đà Phật? Còn thiếu 6 cái chấm nè. Cô quá.